Truyền thông phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ tư, ngày 16 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong những ngày gần đây, phòng khám cha thượng yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã tiếp nhận một hoàn cảnh đặc biệt gây xúc động cho nhiều người. Đó là gia đình của bà Hồ Thị Rằng, nơi mà bệnh tật đã ập đến như một cơn bão cuốn trôi mọi niềm vui và hy vọng. Bà Hồ Thị Rằng, một người phụ nữ dũng cảm, hiện đang phải đối mặt với căn bệnh ung thư tử cung. Chồng bà, ông Nguyễn Văn Phước, đã phải rời xa cuộc sống này chỉ hơn một tháng trước, sau hơn một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Đối với bà Hồ thì rằng, nỗi đau mất mát chưa bao giờ nguôi ngoai, khi mà mọi kỷ niệm bên chồng vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Ngoài ra, con gái bà Hồ thì rằng, cháu Nguyễn Thị Như Ý, cũng đang phải chịu đựng căn bệnh bú cổ. Mỗi ngày trôi qua, gia đình nhỏ này phải đối diện với những thử thách khắc nghiệt mà cuộc sống đưa đến. Dù gặp khó khăn chồng chất, nhưng bà Hồ Thị Rằng vẫn kiên cường cùng con gái đến phòng khám để viết đơn xin đăng ký hỗ trợ điều trị ung thư. Bà Hồ Thị Rằng hy vọng rằng sự tận tâm của các thầy thuốc sẽ mang lại cho gia đình bà một ánh sáng hy vọng trong bóng tối của bệnh tật. Sự ủng hộ không chỉ từ các thầy thuốc và nhân viên mà còn là từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ giúp bà và con gái vững tin hơn trên con đường chống lại những căn bệnh ung thư này. Phòng khám cha thượng yêu thương cho không các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn của bà Hồ thì rằng. Phòng khám tin rằng với sự đồng hành của các thầy thuốc, nhân viên và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cộng đồng, gia đình bà Hồ Thị Rằng sẽ có thêm sức mạnh để tiếp tục cuộc chiến này. Hãy cùng nhau góp sức, mang lại niềm hy vọng và giúp đỡ những số phận cần được nâng đỡ trong những lúc khó khăn nhất. Xin trân trọng. Thưa cô có thể cho biết họ tên và đến từ đâu vậy cô? Tôi họ tên Hồ Thị Rằng. Hộ khẩu thường trú thì ấp Tiên Lợi, xã Tiên Long, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Nhưng mà hiện giờ đang ở nhà thuê thì ở ấp Hòa Nghĩa, huyện Vũng Liêm, xã Tân Thành Tây, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Cô có thể cho biết là trong gia đình mình hiện tại là biết đến phòng khám là như thế nào, rồi sau đó bao nhiêu người xuống đây trị và bệnh những căn bệnh gì? Hồi mới thì tôi cũng không biết, rồi sau mà có những anh chị trị bệnh ở dưới đây hết, rồi chỉ, rồi tôi mới tìm địa chỉ xuống đây trị. Một gia đình có 3 người xuống đây trị, nhưng mà ông xã tôi là ông bị ung thư đại tràng, ung thư gan giai đoạn cuối, mà ở đây trị bằng phương pháp là ăn cháo nano, rồi uống thảo dược, nhưng mà ông xã tôi bị di căn lên cuống họng nên uống không được, nên ảnh mất nay cũng được 1 tháng mấy ngày rồi. Còn tôi thì bị u tử cung và bú cổ, còn nhỏ gái đây thì bị bú cổ với lại nó bị đa polyp đại tràng với lại bên tỷ nội giống như cha nó. Hồi lúc đầu là bác sĩ cũng nói là đang chẩn đoán là nó có dấu hiệu là qua ca rồi. Thì trong khi trị bệnh cho chồng, rồi hoàn cảnh tôi hiện giờ thì không có đất tiền gì hết, nhà cửa cũng không có, tôi ở đất thuê, nhà thuê không còn gì hết, hiện giờ ở Vĩnh Long. Rồi chồng bệnh lâu quá vậy mà mướn mần thuê nuôi thì giờ tôi đang thiếu nợ, không có tiền điều trị luôn. Rồi khi chồng mất rồi tôi cũng không còn tiền, hai mẹ con biết con bệnh vậy, mẹ bệnh hai mẹ con ngồi nhìn nhau mà khóc. Rồi dưới đây mới nghe thầy đây thôi giờ xuống đây điều trị, thì dưới đây trị miễn phí thì tôi cũng xuống đây để xin điều trị. Điều trị tới chừng nào hết bệnh thôi, chỉ sợ là không có tiền để điều trị và sinh sống ở đây thôi. Có tiền thì các nhà hảo tâm, Mạnh Thường Quân có lòng nhân ái giúp đỡ cho mẹ con tôi tiếp tục điều trị, còn nếu không thì chúng chấp nhận cho số phận. Rồi, tức là hồi hồi trước
chú với cô có đầu đầu tiên bị mà đi bệnh viện nào, rồi khám ra sao và cái kinh phí như thế nào? Hồi đầu tiên thì tôi tị ở Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Hòa Hảo, rồi Bình Dân. Nói chung tôi đi tùm lum hết. Rồi tỷ không còn tiền nữa, về nhà mới đến năm 2016. Rồi tôi bị phá sản không còn gì hết, rồi đầu ở nhà đó chờ, rồi uống thuốc nam bề bạ uống riết, rồi tới chừng ảnh quá nặng rồi thì tôi mới biết được địa chỉ ở đây, thì tôi tìm đi xuống tới đây thì đã quá muộn, không còn kịp nữa. Ảnh ra đi còn lại hai mẹ con. Tức là kể như bắt đầu từ đây cô vô đây trị bệnh vậy thì cô có chuẩn bị gì giống như về nơi ở, nơi đã ở đây nè, rồi tất cả sinh hoạt như thế nào? Giờ xuống đây thì tôi chưa có chuẩn bị nơi ở gì hết, rồi cũng nhờ ở thầy Thanh đây hỏi giùm nhà trọ bên chú Thuận, bên chú Thuận cho ở miễn phí. Còn về tiền điện, tiền nước, đồ, tiền ăn uống thì tôi không có gì để gọi là chuẩn bị. Xuống có khi bà con có củ rau cải cho ăn thì tôi sống. Nói chung là giờ mẹ con tôi điều trị ngày nay, tính ngày nay, ngày mai, tính ngày mai. Còn tiền ăn ngày nay, tính ngày nay, ngày mai, tính ngày mai. Chứ không còn dự kiến. Nó thật giờ trong túi còn 20.000. Sáng tính mua gạt để băng cổ mà không có tiền mua. Rồi cuối cùng thầy bỏ cho luôn. Con có thể hỏi thêm về tình trạng của bé này có đi học hành gì không? Bé này vừa học xong tốt nghiệp cấp 3 rồi. Bây giờ không còn tiền để đi học rồi, cũng không có làm gì hết. Giờ đi trị bệnh theo mẹ vậy. Hồi trước thì cùng mẹ nuôi cha. Cuộc đời của em giờ là như vậy. Em rất là ham học, em học rất là giỏi. Rồi cuối cùng em bị bế tắc vì hoàn cảnh. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dưỡng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây.
cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không ngôi. Trước lúc đi cha dặn do báo người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được nói và làm như chớ lòng bàn tay, nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Phòng khám cho con chữa bệnh yêu thương. Phòng khám yêu thương chữa bệnh cho con. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu
niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng bắn trong người căn đàn ông thứ cha ơi. Hôm nay con trở về đây cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó uống trà thao giường, vậy mà người ơi xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người. Để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho. Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà cô chú anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà cô chú anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà cô chú anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà cô chú anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà cô chú anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.